Tôi thấy LC mới vừa vô. Bữa nay thì cái ngày của nữ lưu LC ấy. Nhưng mà bởi vì đó bữa nay thì nữ lưu vị nhân vật chánh của nữ lưu, hai nhân vật chánh của nữ lưu. Một nhân vật chánh là MC thì bữa nay tôi nghĩ là chích chích mũi thuốc đây, cho nên là nó đang hành. Rồi cái nữ lưu kế tiếp, cái nữ lưu chánh nữa là cũng chánh là tuyết thì là bị cảm, cho nên lên nói có chút xíu thôi. Sao lạc đề? Không, nhiều khi cũng lạc đề chứ, nói sai chứ. Có LC vô thì bữa nay là cái ngày ngày free của mình. Nếu mà nữ lưu không có thì cái ngày free nha. Bây giờ hôm qua đó tôi nghe mà bị gì khuya quá, tôi hồi tối nó cũng cũng còn hành quá, ngay cả bữa nay nó cũng còn bần thần đó. Nhưng mà hồi tối tôi nghe nói LC có nói một câu là bao nhiêu người chia sẻ cái bài mà năng lễ sở lễ tánh không tịch đó, thì đều nghe nó chưa có vừa ý. Thì nhân cơ hội chưa có đề tài nào, mà bữa nay ngày free mà, ha, chưa có đề tài nào, thì tôi cho LC thêm một cái chia sẻ mà hy vọng rằng cũng không vừa ý, ít hơn chút, không vừa ý nhưng mà ít ít hơn chút cũng còn được ha. Bởi vì tôi thấy cái bài này nó rất là quan trọng đối với cái người tu hành của mình, nhất là cái khi mà mình cúng lại đó, mình tìm hiểu được cái ý nghĩa của bài này rồi đó, thì mình khinh cứ khi cúng lại mình không bao giờ mà mình cúng lại cho nó qua loa hay là cúng lại cho nó xong buổi. Không phải là cúng cho xong rồi một thời cúng. Bởi vì theo cái này thì cái khi mà mình cúng lại đó, nó có hai cái. Một cái mà đơn rất là đơn giản, một cái nó là thâm thâm diệu diệu. Thành ra là tôi xin chia sẻ nha. Rồi sau đó mời Hồng Quang, mời Bảy Siêu, mời LC và Hoa Sa Mạc, hay tất cả anh em nào góp ý thêm, để mà theo ý nghĩa của tôi, cái bài này mà mình muốn tìm hiểu bài này rồi đó, thì mình cúng lại xem mình thấy nó quan trọng của buổi lại, mà buổi cúng lại của mình như thế nào. Ok, trong cái bài Đức Thầy dịch đây là cái những cái câu kinh mà người ta thường đọc á, những người ta thường tụng ở bên nhà thiền á, này những câu chú thường niệm. Thấy trong quyển Tăng Đồ nhà Phật có chép những câu chú mà xưa kia các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thường đọc trong những công chuyện thường ngày. Đức Thầy lúc còn ở Bạc Liêu bèn dịch mấy câu chú này bằng lối thơ dần. Dưới đây là những câu chú bằng Hán văn và Phạn văn, kế đó là những bài của Đức Thầy dịch lại. Thì một loạt nhiều bài lắm, thì tôi chỉ góp ý cái một cái bài mà chúng ta thường nhắc tới, đó là cái bài Năng lễ sở lễ tánh không tịch, nguyên danh nguyên nguyên chánh văn nha. Chánh văn này là chánh văn của cái chữ Nho, chữ Hán. Tôi đọc là chánh văn trước và cái chánh văn của Đức Thầy luôn. Năng lễ sở lễ, năng lễ phết, sở lễ phết, tánh không tịch. Sở dĩ tôi phải đọc có những cái dấu chấm dấu phết để cho thấy rằng nó có liên tục hay là nó bị cách. Cảm ứng đạo giao nan tư nghị, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Thì Đức Thầy đã dịch, thật ra đến này Đức Thầy đã dịch rõ cho mình biết rồi,
Nhưng mà mình còn cái ý nghĩ là mình phải hiểu thêm. Đức Thầy dịch ra thế này: sự lại Phật vốn không yên tĩnh. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh, một mạch nè, không có chấm phết chỗ nào hết nha. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh, phết, đạo cảm giao khó tính khôn bàn, chấm. Nay tôi ở trong đạo tràng, phết, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, chấm. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, phết, có bóng tôi cùng sánh các ngài, chấm. Từ chơn cho chí mặt mài, phết, cúi đầu làm lễ nguyện rài quy y. Sáu câu trên Đức Thầy dịch lại bằng tám câu Song Thất Lục Bát. Cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch, Đức Thầy dịch là sự lại Phật vốn không yên tĩnh, sự lại Phật, Đức Thầy dùng cái chữ sự lại Phật chứ không phải là lại Phật không à. Sự lại Phật vốn không yên tĩnh. Thường thường chúng thấy, chúng ta biết cái pháp nó có hai cái nghĩa của giáo lý, là thường thường nó có cái sự và cái lý, cũng như tướng và tánh. Thành ra cái sự là chỉ cho cái phần thô, tức là cái phần hình tướng đó. Sự, còn cái lý nói về cái ý nghĩa sâu xa. Cũng như tướng là những cái gì hành động mình làm ở bề ngoài thấy được, còn tánh là nó thầm kín ở bên trong và nó sâu lắng ở bên trong, nó ý nghĩa sâu xa ở bên trong. Thành ra mới nói là sự tướng mà lý tánh là như vậy. Thì ở đây Đức Thầy nói là sự lại Phật, cái hình tướng lại Phật, khi mà mình lại Phật đó đó thì vốn không yên tĩnh. Bây giờ mình lại mà lại bằng cái tướng lại không, thì lúc đó nó, cái tâm mình chưa có thanh tịnh được đâu. Cái lòng của mình không có, chưa có thanh tịnh, mình bề ngoài thôi. Nhưng mà khi mà mình đi vào ở trong đó, cảm ứng đạo giao nan tư nghị, khi mà mình bắt đầu mà mình đọc cái bài nguyện của mình chẳng hạn, cúi kính dân hương trước cửu quyền đó, thì khi mà ban đầu nó không có yên tĩnh đâu, nhưng mà sau khi mình đọc cái đó thì mình mới biết là mình đang đứng trước. Bởi vì dầu không có hình tướng đi nữa, nhưng cái tâm của mình vẫn nghĩ là trước mặt của mình là tổ tiên ông bà của mình, Ngô Tam Bảo, là chư Phật, mười phương chư Phật. Thành ra lúc bây giờ cái tâm mình nó bắt đầu nó lắng động đó. Đạo cảm giao khó tính khôn bàn, khi mà mình đứng trước cái đạo tràng như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ cái tâm của hồn, cái cảm ứng đó, nếu mà gọi cái cảm ứng, cảm giao, Đức Thầy nói đạo cảm giao khó tính không bàn. Cái chữ mà cảm giao hay là giao cảm là cái gì? Là những cái gì mà nó làm cho cái nhiễm vào cái lòng của mình, nó thấm vào cái lòng của mình, nó cảm ứng, nó làm cho mình hòa mình trong cái cảnh vật đó đó. Giao cảm hay là cảm giao à, mà cái sự cảm giao giữa mình ở bên ngoài thì mình có thể mình phân tách được, nhưng mà đạo cảm giao mà vô giới, giới thiêng liêng giúp ở trời Phật đó, thì khó tính khôn bàn. Khó tính ở đây, ở đời này mình có cái này tính, cái này nó nhiều nó ít này, cái thế hay là bàn thế này phải thế quấy, nhưng mà cái đạo cảm giao này, khi mà mình cảm giao giới đấng thiêng liêng rồi đó, thì là nó thiêng liêng tới mức mình không thể tin được, mình không có tính được nó bao nhiêu. Nó quá quá thiêng liêng rồi. Thành ra mình không thể bàn được, không thể chứng minh được bằng cái sự giữ bên ngoài. Người ta cảm thôi, cảm ứng. Giống như nói là cái người nào mà tu mà chứng thì chính họ biết chứng. Người nào tu chứng thì chính họ mới biết là người đó là, thường thường người ta dùng cái chữ, cái câu gọi là uống nước thì người đó biết, nóng biết lạnh là chính người đó biết, ở ngoài không biết. Tính khôn bàn, tức là không có thể mình tính toán, mình cũng bàn luận về cái cảm giao giữa mình và thiên, các cái bậc thiên liêng đó. Okay. Nay tôi ở trong đạo tràng,
Thì lúc bây giờ đó, khi mà mình đạo tràng là mình đi ở ở trong đạo tràng. Cái đạo tràng là cái nơi mà thiêng liêng, cái nơi mà có chư Phật. Đạo tràng là cái nơi mà có những đấng thiêng liêng đang ở trong đó, đang chứng kiến ở trong đó. Thì bây giờ mình, khi mà mình hòa mình, cái tâm mình thanh tịnh, mình mới gặp nhập được với những vị có mặt trong đạo tràng lúc bây giờ ở trong đó. Nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, mình là một cá thể. Mình khi mà mình còn ở bên ngoài, mình chưa có cái tâm, mình chưa có cảm giao với các vị thiêng liêng đó, thì mình, các vị đó là các vị đó, còn mình là mình. Nhưng mà khi mà mình hòa mình cái tâm mình thành, cái tâm của mình lúc bây giờ nó vắng lặng, mình hòa với những cái gì đó rồi, thì bây giờ chúng ta biết là Phật tánh bao trùm tất cả. Phật tánh của chúng sanh và tập Phật, mà Phật tánh của chư Phật, của các bậc mà Bồ Tát, các bậc mà thiêng liêng, nó cũng là một mà thôi, không có khác. Nó là một, nó chung một cái bầu mà Phật tánh, không có khác với nhau. Thành ra là khi đó cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, thì lúc bây giờ cái chân tâm Phật tánh mình, cái tâm của mình đó đã kết chặt làm một đoàn Ngọc Châu, tức là kết giống như cái sợi dây chuỗi mà người ta đã đeo kết chính rồi, gọi là kết, tức là mai vô đó, gắn vô đó, dính liền vô đó, một dòng dính liền với nhau tất cả những cái tâm ở trong đó, lúc là tâm chư Phật và tâm chúng ta lúc đó cùng hòa với nhau trong đó. Nó kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, mười phương Phật hiện bầu hình ảnh. Chư Phật mười phương lúc bây giờ là đều là ở trong đó hết. Một trong một bầu hình ảnh, tức là tất cả chư Phật đều có mặt trong cái lúc đó hết. Cho nên khi mà mình cúng mình lại, mình nói là Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương Phật, Nam mô thập phương Pháp, thập phương Tăng đó. Mình đọc, nhưng mà cái nghĩa của nó là mình hòa chung với các mười chư Phật, mười phương chư tánh, chư Pháp, mười là chư Tăng, mười tất cả vào trong đó. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, các chư Phật đều có trong đó hết. Hình ảnh hiện, hình ảnh ở đây là gì? Hiện bầu hình ảnh, tức là trong cái chân tâm đều hòa với nhau hết hơn rồi. Okay. Có bóng tôi cùng sánh các ngài. Lúc bây giờ, hồi mà mình tâm của mình mà không có hòa được, không có thành tâm, không có đi vắng lặng để đi vào trong hòa trong các chư Phật này rồi đó, thì là mình là cá nhân cá thể mà mình là chúng sanh. Nhưng bây giờ trong giây phút đó, có bóng tôi cùng sánh các ngài, mình và các ngài cũng hòa đồng với nhau thôi, không có không 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 có phân biệt lúc đó nữa, không có phân biệt, cũng giống nhau thôi, đều là cái Phật tánh chan hòa chung với nhau thôi. Thành ra cái này Đức Thầy dặn mình, khi mà mình cúng mà phải thành tâm như vậy. Để rồi hai cái câu kết này mới là cái câu mà hai đức thầy dạy mình ứng dụng đây. Từ chơn cho chí mặt mày, tức là cái sự thành tâm của mình, từ chơn cho tiếp một tức ta từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nó một lòng chân thành, một lòng mà tín ngưỡng, một lòng thiêng liêng hoàn toàn, không còn một cái gì mà còn nhớ gì hết. Cái tất cả cái lòng thành của mình, từ chơn cho chí mặt mày, tức là từ trên xuống dưới, từ tất cả đều gom vào cái chỗ mà mình đạo tràng này thôi, mình không còn nhớ cái thành của mình, nghĩa là hết mình đó, từ chân cho chí mặt mày, tức là cái nghĩa đơn giản của mình đó. Nôm na gọi là mình thành tâm hết mình, hết sức mình rồi rồi đó, thì cúi đầu làm lễ nguyện bài quy y. Khi đó cái nguyện cúi đầu làm lễ nguyện bài quy y của mình là khi mà mình nguyện bài quy y đó, mình nguyện bài quy y, nhưng mình sống trong cái tinh thần, cái nghĩa của cái bài quy y đó, giống như là mình đang hiện diện thật. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi. Mình đọc, mình hiện giờ mình đọc, nhưng mà lúc đó cái tâm của mình đang sống chung các ngài đó. Quy y theo mấy ngài, tu hiền theo Phật đạo, thì cái lòng thành của mình là cũng giống như các vị đó.
nó hòa làm một trong cái đạo tràng đó. Lúc bây giờ nói tóm lại là cái bài này Đức Thầy dạy là khi mà mình cúng lại đó, nếu mà cúng lại bằng sự, tức là lại có hình thức, thì nó sẽ không có tâm mình thanh tịnh được đâu. Nhưng mà mình cúng lại mà mình vô, mình đứng trước bàn Phật rồi, mà cái tâm của mình tâm thành, để lúc đó đó thì mình cảm, mình giao cảm được với các đấng thiên liêng, mình thành tâm thì mới giao cảm được với các chư Phật bậc thánh tiên ở trước cái đó. Cho nên có trong một cái đoạn kinh nào hay là một cái câu gì mà nói là mình lại Phật đó, khi mà mình lại Phật với cả cái lòng thành của mình tha thiết, thì mỗi cái lại của mình xuống, gặp đầu xuống của mình, nó rền trời rền đất hết. Chứ không phải giống như mình lại xuống, mình đưa lên, lại xuống, đưa lên, mà nó giống như là mình tập thể dục, không phải. Mà khi mà lại xuống một cái, đầu mình gặp dập xuống, đụng sát cái dưới đất, dưới cái tấm chiếu của mình đó, thì nó nghe như nó rền rền vậy đó. Cái đó mới là lòng thành của mình. Thì chút nữa đó, đồng đạo Hồng Quang sẽ lên chia sẻ. Nguyện rài quy y. Nguyện rài quy y này không phải có nghĩa chỉ là đọc bài quy y đâu. Mà tất cả cái thời cúng lại của mình ở chữ đọc rài quy y đây là mình quy y là làm theo Phật đó. Chứ không phải cái nghĩa cái bài quy y đâu. Quy y tức là quy y về quy y cái gì? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, mà quy y Tâm mà Tam Bảo mà. Ok. Rồi, thành ra cái đề tài này đó, khi mà mình chia sẻ, phải mình chia sẻ theo cái sự hiểu biết của mình với cả cái tâm chân chánh, một cái tâm đạo hoàn toàn, không bảo thủ, không có cống cao, không có phiền não. Thì có như vậy chúng ta mới là làm sáng tỏ được cái bài này. Là tại vì giống như trước khi mà tôi chia sẻ bài này đó, tôi cũng nói, tôi đọc cái bài này rồi tôi thấy là nếu mà mình hiểu được cái bài này rồi đó, thì mà mình hành theo như cái, giống như cái tôi nghĩ nha, thì là cái sự cúng lại của mình nó rất là lợi lạc. Mình sống với Phật trong cái phút giây đó. Ok, thì bây giờ ai, vị nào sẽ lên trước đây? Hồng Quang LC, vị nào lên trước thì giơ tay lên trước. Ok, mà vị nào muốn lên thì giơ tay lên, tôi sẽ mời lên. Rồi, Hồng Quang, mời Hồng Quang nha. Ok. À, tôi nói trước là chúng ta chia sẻ theo sự hiểu biết của mình và không hề bôi bác một cái người nào khác. Là tại vì mình hiểu thế nào mình nói thì thế đó. Thì những cái người mà người ta nói không đúng mình đó, không đúng với mình đó, thì mình cũng không nói người ta nói sai. Mình cứ đưa ra cái lý luận của mình, để rồi đồng đạo của chúng ta nghe, mà khán giả mới là tất cả đồng đạo của chúng ta nghe, chúng ta phán xét phân xử, đó mới là cái người trọng tài mà nó công bình nhất. Ok ha, mà lợi lạc nhất. Ok, rồi mời Hồng Quang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sở dĩ mà LC là không đồng ý là có nghe những cái người giải, mà tôi cũng có nghe, là vì ở trong cái đề gốc á, thì năng lễ phết, sở lễ phết, tánh không tịch. Tuy nhiên Đức Thầy khi mà Ngài giải bằng dạng văn đó thì Ngài không có phẩy, mà người ta lại đem cái phẩy vào trong đó, cho nên là em thì không đồng ý đó. Bởi vì cái câu văn của Đức Thầy không có phẩy. Thành ra cái mà tôi chia sẻ đó thì cũng không khác đồng chí đâu. Bởi vì đồng chí nói như vậy là đúng rồi. Đức Thầy nói sự lại Phật vốn không yên tĩnh. Vốn không yên tĩnh là mình lại, mình đứng lên, mình quỳ xuống, mình lại mà là làm sao yên tĩnh được. Thì Đức Thầy nói như vậy đó. Đạo cảm giao khó tính khôn bàn. Đạo cảm giao, cái sự giao cảm với Phật là khó tính khó bàn. Ở đây chữ khôn này là khó bàn, khó, không có thể nghĩ bàn được.
Lý do làm sao là khi mình, cái tướng mình tuy nó động vậy mà cái tâm mình thành. Đức Thầy nói là khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Khi mình thành tâm như vậy đó thì cái tâm mình mới giao cảm với cái tâm của Phật, thì nó mới có cái sự ứng nghiệm và Phật mới chứng và gia hộ cho mình. Nó như vậy đó. Thì đạo cảm giao khó tính không bàn. Đạo là cái tôn giáo có cái giáo lý chỉ dạy cái lẽ cao sâu màu nhiệm. Cái chỗ này nó thuộc về cao sâu màu nhiệm, mình không có thể nghĩ bàn được. Nếu mà mình thành tâm, Đức Thầy nói Tây Phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Vậy đó. Là ở đây Đức Thầy ý muốn nói là khi mình cầu nguyện mình phải thành tâm. Tuy cái tướng mình động mà cái tâm mình thành đó, thì cái tâm mình giao cảm với cái tâm Phật. Phật sẽ chứng minh cho cái tấm lòng thành của mình và sẽ được Phật gia hộ cho mình. Nay tôi ở trong đạo tràng. Nay tôi ở trong đạo tràng, tức là như mà đồng chí giải như vậy đúng là đạo tràng là mình đem hết cái tâm của mình, là mình cũng như mà mình nhìn thấy được cái Phật ở trước mặt mình vậy đó. Ở trong đạo tràng khi mà mình cầu nguyện là Phật hóa thân hay là thị hiện đến để chứng minh cho cái tấm lòng thành của mình, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, cũng như kết chặt vào đoàn Ngọc Châu, là tức là nó hòa cái tâm của mình hòa với được cái tâm Phật, giao cảm được với cái tâm Phật. Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài. Đức Thầy nói mười phương Phật hiện bầu hình ảnh. Bầu hình ảnh là khi mà mình làm đúng theo cái lời Phật dạy thì mười phương chư Phật đều chứng minh cho cái tấm lòng thành của mình. Cho nên Đức Thầy mới dạy mình là Nam Mô Thập Phương Phật, là vậy đó. Phật ở mười phương đều là chứng minh cho mình nếu mình làm đúng theo lời của Đức Thầy dạy. Đức Thầy là Phật, Phật dạy thì chư Phật đồng tán thán cái sự dạy của Đức Thầy. Vì thế mà mình làm đúng theo cái phương pháp Đức Thầy chỉ dạy thì chư Phật chứng minh cho cái tấm lòng thành của mình. Cho nên có bóng tôi cũng sánh các ngài. Từ chân cho chí mặt mày, từ chân cho chí mặt mày cúi đầu làm lễ miệng nguyện rồi quy y. Thì Đức Thầy nói từ chân cho chí mặt mày, khi mình lại đó mình duỗi hai cái chân ra, đồng thời là cái mặt, cái trán của mình úp sát với cái hai bàn tay để tỏ ra cái sự thành kính, kính trọng các cái chư Phật. Vì Phật có cái công là dạy dỗ cho mình khai mở trí huệ, biết được con đường để giải thoát kiếp sanh tử luân hồi. Cho nên từ chân cho chí mặt mày. Vì thế mà ngày xưa người ta nói lại Phật nó đủ năm dốc, là vậy đó. Tay chân gì đó cũng tỏ vẻ thành kính. Cúi đầu làm lễ, cúi đầu làm lễ là bái lại, nguyện rài quy y. Nguyện là thề nguyện, là hứa hẹn, nay con quy y dâng lời làm theo Phật dạy và thực hành đúng theo cái phương pháp của Phật chỉ dạy. Vì thế mà Đức Thầy nói cúi đầu làm lễ, nguyện rài quy y, nay con nguyện quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, là vậy đó. Rài quy y là mấy ngày đó là các cái vị thánh tăng trước đây đã quy y trước với Phật rồi, tu đã được đạo rồi, nay thì mình mới là mình nương theo các cái vị ấy quy y tu theo các ngày đó, mà mình không sợ lầm nữa, là chắc chắn mình cũng sẽ được đắc đạo như các cái vị ấy vậy. Vì thế mà có người giải rằng là các cái vị thần là tăng, mình chưa có đủ tư cách làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó là cái chuyện của Phật Tổ, cái chuyện của Đức Thầy, mà Đức Thầy chưa có nói cái điều đó, chưa có nói các cái vị thần này là tăng. Cho nên mấy ngày là chỉ cho các cái vị thánh tăng. Và cái này tôi có hỏi rất kỹ là ông Tỉnh Bộ Khương đó, ông có hỏi Đức Thầy về cái phần đó đó. Đức Thầy giải thích, Đức Thầy nói rõ rồi. Bởi vì sau khi cái dạy cho tín đồ quy y đó là mình nguyện Phật Tổ Phật Thầy nè, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy nè, Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Cửu Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi, thì cảm ứng chứng minh. Vì sao? Vì Phật Tổ Phật Thầy khi mà mình quy y, mình làm theo, mình hứa, mình ăn năn cải hối đó, mà mình không làm, Phật cũng không có quở trách mình. Tuy nhiên nếu mà mình làm đúng thì Phật Tổ Phật Thầy có cái nhiệm vụ là ân xá, ân giảm tội cho mình. Cái đó là
khi hội công đồng ở trên thượng giới, Đức Ngọc Hoàng đã trao cái phần đó lại cho Đức Phật Tổ và Đức Thầy của chúng ta rồi. Cái đó Đức Thầy nói đó. Còn các chư thần thì Đức Thầy nói rằng là thời kỳ này chưa tu giải thoát được, phải chờ khi Ngài làm xong nhiệm vụ lập đời thượng quan xong rồi các chư thần mới tu giải thoát được. Thần mà không tu cũng phải tiêu, tức là cho nên là thần cũng phải tu rồi mới giải thoát được. Đó là lời Đức Thầy nói. Cho nên Đức Thầy nói các chư thần thường giảng năm canh là không có một cái vị thần nào mà không làm nhiệm vụ. Còn quan thượng đẳng đại thần Đức Thầy đặt trước là sao? Ngày hôm nay Ngài quản lý các cái thống lãnh các cái vị thần để trông coi cái việc thiện ác của người thế gian, đồng thời hộ pháp cho Đức Thầy để Đức Thầy giáo hóa đó. Cái đó Đức Thầy giải thích rõ với ông Tỉnh Bộ Khương như vậy đó. Cho nên mình không có cách có thể cất nhắc các cái vị này lên làm thánh tăng được, vì cái đó là nhiệm vụ của Đức Thầy mà Đức Thầy chưa có nói cái phần đó, mà Đức Thầy có nói rõ với ông Tỉnh Bộ Khương như vậy đó. Vì vậy đó, có đôi khi chia sẻ thì có người mà một ý, nhiều người một ý, nhưng mà mình phải xét lại về cái chuyện đó, không phải cái chuyện của mình. Mình muốn tôn ai cũng không có được đâu. Mình cái đó là cái phần của Đức Thầy, là cái của Đức Phật Tổ. Phật Tổ mà các cái vị thánh tăng đó, Đức Phật Tổ mới chứng cho các cái vị đó đã đắc pháp, đắc được kinh văn duyên giác Bồ Tát thì mới gọi là các hàng thánh tăng. Thì cũng Phật chứng mới được, chứ không phải như không mà mình nói là được. Vậy ha, tôi xin góp ý rồi nói thêm một cái phần ở cái phần đó mà tôi được nghe trực tiếp ông Tỉnh Bộ Khương kể lại đó. Bởi vì mình không có cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ đó của Đức Thầy. Mình không có thể tôn vinh các cái vị đó lên được, mà Đức Thầy nói các cái vị thành chưa tu bây giờ được đâu. Ngay cả ông Tỉnh Bộ Khương mà Đức Thầy nói mày phải làm thành một kiếp nữa rồi mày mới tu giải thoát được. Bây giờ tôi xin nhường mic lại cho đồng chí ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chú Tư, kính thưa huynh Hồng Quang, thưa quý đồng đạo. Thưa quý vị, nếu mà giảng giải cho nó rõ nghĩa theo cái ý của chú Tư cũng như là ý của huynh Hồng Quang thì mọi chuyện nó cũng không có gì, không có vấn đề gì. Còn đằng này thì người ta cứ cho rằng là cái việc lại Phật là nó làm cho tâm mình thanh tịnh, em xì 1000 lần cũng không có không bao giờ phục cái chuyện mà nói vậy. Mà từ hồi xưa tới giờ ai cũng nói vậy chứ. Sự lại Phật có nghĩa là sự lại Phật nó làm cho tâm mình thanh tịnh. 1000 lần em xì cũng không phục cái lời nói đó. Nói như chú Tư với nói như huynh Hồng Quang là nghe được. Tại vì sự lại Phật có nghĩa là cái tướng lại quỳ lên rồi cúi xuống, quỳ lên cúi xuống, thì cái đó nó đâu có làm cho tâm của mình thanh tịnh. Đâu phải cái đó mà làm cho tâm thanh tịnh. Thực chất là cái đó không làm tâm thanh tịnh chút nào hết. Nhưng mà đọc mấy câu ở dưới đó thì chúng ta sẽ thấy là Đức Thầy dạy có nghĩa là muốn cho cái việc lại Phật mà nó đạt được cái kết quả đó hen, thì phải có lý có sự, tức là phải có lý trong đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái câu thứ nhất nè, bản chất của cái việc lại Phật á, là nó không làm cho tâm mình thanh tịnh. Còn cái chuyện mà làm cho cái tâm mình và tâm Phật cảm giao với nhau, nó rất là giao cảm với nhau, nó khôn lường lắm. Mà bây giờ phải giống như là như vậy nè, giống như là mình đang ở trong đạo tràng, giống như mình đang ở trong đạo tràng, giống như là mình là bóng của mình với bóng của Phật là một. Như vậy đó là cái lý đó. Chứ còn bản chất của cái việc lại Phật á, là quỳ xuống lại, đứng lên, đứng dị lại thì nó không làm tâm thanh tịnh. Bản chất của đó, cái sự tướng lại Phật là không bao giờ làm tâm thanh tịnh. Mà nếu mà lại Phật mà làm cho tâm mình thanh tịnh thì không bao giờ Đức Phật dạy những cái pháp môn khác, chỉ dạy tối ngày tôi bây giờ đi lại Phật không đi là tâm sẽ thanh tịnh, là sẽ thành Phật. Đó cái ý của em đó. Rồi còn như chú Tư đã trình bày và huynh Hồng Quang chia sẻ thì nó có lý có sự chính xác, rất là chính xác. Chứ còn là bản chất của cái sự lại Phật có nghĩa là năng lễ sở lễ, có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông Phật á, cái mình cứ hình dung lên là Đức Phật đang ngồi trên Tam Bảo, mình với này mình lại Phật.
có một cái người nhận và một cái người lật lại, vậy thì nó thuộc về cái tướng rồi, nó không 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 bao giờ mà không bao giờ mà làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Cho nên cái câu này là phải đọc nguyên một cái đoạn ở dưới luôn. Đạo đạo mà nó giao cảm được á, giữa mình với Phật mà giao cảm được á, nó khó có thể nào mà mình, cái kết quả đó khó có thể nào mà mình lường được. Và muốn được như vậy thì cũng giống như vậy nè, như tôi đang ở trong đạo tràng nè, giống như là những cái hạt châu ở trong một cái sâu chuỗi của sâu chuỗi đó, một hạt trong sâu chuỗi. Và những cái hạt chuỗi kia cũng giống như là mình ở trong đó. Như vậy đó thì nó mới có cái kết quả. Cho nên là Đức Thầy dạy đó, thứ 8 chánh niệm, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm đó. Cầu nguyện là nhiều khi lại đó đứng sắp hàng vậy chứ lại vậy chứ cũng không có đạt được cái kết quả đâu. Đừng có tưởng là cầu nguyện mà lợi đó rồi lại rồi được cái kết quả. Mà cái quan trọng là vừa lại mà lại phải lại với một cái tấm lòng thành, và phải để cái tâm mình vào cái nội dung của cái bài mà mình cầu nguyện đó, để hết cái tâm mình vào nội dung của cái bài cầu nguyện đó thì nó mới đạt được cái kết quả. Cho nên cái LC nói là ở chỗ là người ta nói rằng rất là nhiều người giảng, kể cả các cái nhà sư, người ta cho rằng là sự lại Phật nó làm cho tâm mình thanh tịnh, có nghĩa là mình đi lại Phật đi thì tâm mình nó sẽ thanh tịnh. Mà ai cũng nói vậy hết, tất cả mọi người đều nói vậy. Mà nói vậy ha, em xì không có phục, nói thật tình là không có phục. Chỉ có làm cho tâm mình thanh tịnh khi nào mà mình ở trong đạo tràng, khi nào mà mình kết chặt vào hàng Ngọc Châu đó, cái đó đó, tức là vừa cái tướng mà vừa cái tâm của mình đó, thì nó mới thực sự là đạt đến cái chỗ thanh tịnh. Thì đó là cái ý của em xì về cái câu này. Và chú Tư với lại Huynh Hồng Quang chia sẻ bữa nay là chúng chính xác, có nghĩa là nói về phương diện sự tướng á, bản chất của cái việc lại quỳ xuống lại đứng lên không làm tâm mình thanh tịnh. Nếu thật sự mà lại á, cái tướng mà lại mà làm tâm thanh tịnh thì Đức Phật không bao giờ dạy cái cách, những cái phương pháp tu tập thiền định đâu. Chỉ cần tối ngày đi lại Phật đi lại viết đi rồi nó cũng thanh tịnh, không có phải vậy. Mà bản chất của nó là ở chỗ cái tâm, bản chất của mình, của cái câu, của cái đoạn giảng này là Đức Thầy dạy cho mình đó, là khi cầu nguyện nó phải vừa lý vừa sự. Tức là lại đó cầu nguyện không có phải là cầu chiếu lệ, mà cầu phải cầu với một tâm thành, để hết cái tâm của mình vào cái nội dung của câu cầu nguyện. Thì đó là cái ý của LC về cái bài Sự Lệ Phật Vốn Không Thanh Tịnh. Còn việc mà Huynh Hồng Quang chia sẻ, Quý nói rằng là quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, không phải là tăng thì thực sự thì cái đó nên coi lại nghe. Nếu mà không phải là tăng thì Đức Thầy không có biểu mình quy y đâu. Tại vì bản chất của cái bài đó, nội dung của cái bài quy y đó là mình quy y các vị đó luôn. Phật tổ, Phật thầy là Phật. Tại vì quy y Tam Bảo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quy y Phật tổ, Phật thầy là quy y Phật. Quy y theo giáo lý của thầy dạy là quy y Pháp. Quy y theo các vị đó là quy y Tăng. Bởi vì các vị đó đã là đi theo thầy, đã là quy y với thầy. Và trong một cái bài mà Giếng Non Két, Đức Thầy còn kêu gọi mà: vậy hỡi chư thần mau nói gót, theo thầy dắt chúng khỏi nồng cai, theo thầy để mà giảng đạo chúng sanh là cái gì, không phải là tăng lại gì. Cho nên là mình nói là từ quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, không phải là tăng ha, thì cái đó nên coi lại. Và nếu vậy thì Phật giáo Hòa Hảo không có tăng sao, thì cái đó là cái ý của em xì. Bây giờ xin được gỡ mic lại cho chú Tư, xin được
Cảm ơn quý vị chú ý lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Phật. Để tôi trả lại với LC cái này nè, cái này ông Tịnh Bồ Khương hỏi rất là cặn kẽ với Đức Thầy. Bởi vì sao? Đức Thầy có viết á, cái chỗ đó Đức Thầy có phải đang bình quy Tam Bảo ở trên rồi, quy thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng rồi. Còn cái phần ở dưới là cái phần mình cầu Phật Tổ, Phật Thầy và các cái chư thần chứng minh cho mình cái việc ăn năn cải hối. Nó, cái phần đó nó như vậy đó, cho nó không phải là dính liền với ở trên. Cho nên là Đức Thầy mới nói rằng là hôm nay thời kỳ này là Quan Thượng Đẳng Đại Thần làm việc, ngày ông Quan Thượng Đẳng Đại Thần đang thống lãnh các cái vị thần để trông coi cái việc thiện ác của người thế gian, đồng thời hộ pháp cho Đức Thầy giáo hóa chúng sanh. Cho nên bài Thiên Lý Ca Đức Thầy có phân ra hai vế: chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh. Non xanh là chứ vị sân thần chứ vị năm non bảy núi, Đức Thầy kêu theo Thầy đó để hộ pháp cho Đức Thầy, chứ không phải là mấy ông này là tăng. Tăng là khi nào là tu giải thoát thì mới làm tăng được, chứ không phải là ổng thần mà còn đang cái việc mà trông coi về cái việc thiện ác của người thế gian mà để trừng phạt và ban thưởng. Cho nên là Quan Thượng Đẳng Đại Thần nè, là Nguyễn Trung Trực nè, chư quan cựu thần, chư vị sơn thần là các cái vị thần đang trấn giữ ở các cái vùng núi linh thiêng nè, rồi chư quan cựu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đó là các cái vùng núi linh thiêng ha. Chư quan cựu thần là những cái vị thần mà từ khi lập quốc cho đến nay là quan văn quan võ mà hết lòng trung với đất nước, xả thân vì nước đó mà thoát được thành thần, là các cái vị đó đó từ hồi lập quốc cho tới nay là thành thần. Thì khi mà còn ở trên thế gian đó, các cái vị này là chịu lệnh của vua, nhưng mà khi vào cõi vô hình là chịu lệnh của Đức Ngọc Hoàng. Cho nên là Đức Thầy nói từ Đức Ngọc Đế đã sai các cái vị thần đó đi xuống ở thế gian đó để mà quan sát về cái việc thiện ác của cái người thế gian. Đức Thầy nói ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh đó, Đức Thầy nói rõ ràng. Mà các chư thần tuần giảng năm canh thì còn có chừa cái vị thần nào đâu, cái vị thần nào mà không tuần giảng năm canh. Cho nên Đức Thầy giải thích, mình khi mà mình nguyện mà mình ăn năn cải hối đó, mình nguyện với Phật Tổ Phật Thầy, Phật Tổ Phật Thầy có cái trách nhiệm là ân xá ân giảm tội cho mình. Còn các cái chư thần chứng minh cho cái sự mà mình nguyện ăn năn cải hối đó, mà nếu mà mình không làm thì chư thần đã trừng phạt, còn mình làm thì chư thần gia hộ. Còn Phật thì mình không làm Phật cũng không có quở trách mình, bởi vì Phật từ bi hỷ xả. Nhưng mà Phật Tổ Phật Thầy có trách nhiệm là ân xá ân giảm tội cho mình. Cho nên Đức Thầy nói quy theo mấy ngày. Mấy ngày là cái bậc cao, cao đó mới gọi là ngày. Ngày là các cái vị thánh tăng đó quy y theo mấy ngày tu hiền theo bậc đạo. Các cái vị thánh tăng đó đã quy y trước chúng ta tu, đã được đắc quả, đã được kết quả rồi. Nay chúng ta nương theo các cái vị ấy để quy y với Phật tu, mình không sợ sai và mình tin chắc rằng mình sẽ tu chân chánh là sẽ được đắc đạo. Điều đó Đức Thầy nói rất là rõ. Đức Thầy giải thích cho ông Tịnh Bồ Khương á, chư thần chưa tu bây giờ được đâu, phải chờ tôi lập đời thượng quan xong rồi chư thần mới tu giải thoát được. Đức Thầy nói rõ vậy đó. Bởi vì khi mà đến sau năm Tuất Hợi làm bình cuộc thế chiến rồi, mình còn đi truyền bá Phật pháp nữa. Tôi hỏi chú ông Tịnh Bộ Khương sao mà đời thượng quan sắp đến mà Đức Thầy nói chú phải làm thành một kiếp nữa. Nói vậy rồi mày đọc giáo lý chưa kỹ rồi. Đức Thầy nói là ngày khi mà ngài đi chu du cõi Ta Bà rồi ngài trở về cái bầu trời thiên, ngài chọn, ngài phân công phân nhiệm cho các cái vị thánh tiên để khi ngài tái, Đức Thầy tái xuất hiện thì làm bình thế chiến thứ ba. Đồng thời cũng ở trong cái bầu trời thiên đó, ngài lựa chọn những cái người mà tu có công đức á, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Khi mà đạo Phật còn truyền bá thì chư thành còn phải hộ pháp. Cho nên chú còn phải làm thành một kiếp nữa là như vậy đó. Đức Thầy nói mày phải làm thành một kiếp nữa rồi mày mới tu giải thoát được. Đó là cái điều mà tôi nghe rất là tận tường là ông Tỉnh Bộ Khương nói, và tôi trực tiếp nghe ông Hương Quảng Chiến nói nữa. Rồi khi đó tôi làm việc ở Châu Đốc, khi lễ tôi đi về, bữa đó ghé nhà của ông Nguyễn Duy Hinh ở dưới tổ đình đó. Bữa đó có ông Hương Quảng Chiến, ông mới kể lại
cái việc mà Đức Thầy sai ổng đem tài liệu đi ra miền Đông. Mà trước khi đi đó, Đức Thầy hỏi ông Hương Quảng, người tu có nói dối không? Ông Hương Quảng, ông Hương Quảng Chiến ông nói bạch Thầy, người tu không có nói dối. Đức Thầy nói ông không nói dối là ông hại người ta hết sao? Nói dối tôi cho ông biết ha, nói dối để đem lại cái ích lợi cho mình thụ hưởng á, cái đó cấm tuyệt đối. Còn nói dối để cứu người khác đó là thiện xảo. Cho nên tôi sai ông mang tài liệu đi ra ngoài miền Đông, giữa chừng Pháp nó bắt ông rồi nó hỏi ông khai hết, nói thiệt là anh em chiến sĩ chết hết ra sao? Phải không? Cho nên Đức Thầy nói khi mà người làm thiện xảo nó phải lâm trí. Đức Thầy mới kể lại nó lâm trí như Đức Phật Tổ vậy đó. Khi Đức Phật Tổ ngồi bên vệ đường thấy con thỏ chạy qua, thì đám Đức Phật biết cái đám thợ săn nó rượt theo. Đức Phật đi qua phía bên cái bờ là đường bên kia, Đức Phật đứng. Thì nó thợ săn nó chạy tới hỏi ông Cù Đàm, cái lúc ông đứng đây tới bây giờ ông có thấy con thỏ chạy qua không? Đức Phật Tổ nói từ lúc tôi đứng đây tới giờ tôi không thấy con thỏ chạy qua. Đó, Đức Thầy nói phải làm thiện xảo, phải lâm trí thì mình mà mới cứu được người khác. Đức Thầy nói một cách rõ ràng vậy đó. Cho nên tôi cho ông biết nha, nói ông Hương Quảng Chiến á, thời kỳ này quan thượng đẳng đại thần làm việc, ông có gì á hết khả năng ông giái quan thượng đẳng đại thần sẽ gia hộ cho ông. Ông lên xe, ông lên bắt ngựa, ông lên xe ông đi tới cái chắc là đau cái bị Pháp nó chặn xe lại. Xe lại nó kêu hành khách xuống xe, nó hết kêu cái tài xế tắt đèn. Nó đem đèn pin lên, nó gọi ông Hương Quảng Chiến, ông không, ông ngồi kế tài xế, ông không có xuống. Mà Pháp nó gọi đèn pin, nó đi đụng ổng 4 lần à. Mà nó cũng không có bắt, ổng không có gì trơn. Tới chừng nó nói xét xong rồi, kêu tài xế bật đèn lên cho khách lên. Lên à. Tài xế bật đèn lên thấy ổng ngồi kế, nói trơn, nói ông ngồi đây nãy giờ. Mà Pháp nó gặp một cái là nó tịch thu xe tôi, còn nó bắt tôi nhốt ở tù nữa. Sao ông không chịu xuống? Ông nói thôi cái việc qua rồi là cứ đi đi. Ổng ngồi lúc đó nguyện quan thượng đẳng đại thần, thành ra công việc gì nó cũng đi qua hết. Đó là cái điều hai người trực tiếp nghe Đức Thầy và chỉ dạy đó, Đức Thầy nói đó. Cho nên mình cái này là tự mình cảm nhận rồi mình phong cho các cái vị này, cũng như tôi ở ngoài chiến sĩ, ở ngoài chiến trường tôi làm chưa xong nhiệm vụ mà ông phong tôi lên làm tướng, làm quan thì đâu có được, tôi đâu có dám nhận cái chức đó. Vì vậy đó tôi nói rõ để cho em thì biết là chính tôi đích thân tôi hỏi, và ông Hưng, ông tỉnh Bộ Khương nói rõ cho tôi nghe. Thứ hai là ông Hưng Quảng Chiến đã thuật lại cái đó cho tôi nghe đó. Giờ tôi xin nhường mic lại cho đồng chí ha. Cái này tôi trực tiếp hỏi đó, mà ông tỉnh Bộ Khương cũng trực tiếp hỏi Đức Thầy đó, mới nói lại cho tôi nghe đó. Ok, thì có một cái câu của đồng đạo chat lên. Cái sự chuyện này đã không có kết cuộc, mình không nên nói nữa. Nhưng mà thưa đồng đạo là thế này, cái này nó không phải là mình... Bởi vì tôi nói là mỗi một cái người hiểu theo cái sự hiểu biết của mình. Anh Hồng Quang có cái cơ duyên gặp được mấy cái vị mà bên cạnh Đức Thầy. Nói lại, thật ra chừng nào Đức Thầy nói thì tôi tin chắc. Còn qua một người khác, chẳng hạn như là những cái mẫu chuyện bên Thầy, tôi không phải tôi nghi ngờ hoàn toàn. Nhưng mà có những mẫu chuyện mà tôi sống tại Thánh Địa mấy chục năm mà chưa hề nghe Đức Bà nói mấy cái điều này ra. Mà sau này lại trong đó có. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chuyện mà nói láo đó không phải là Đức Phật không. Mà chính Đức Thầy, câu chuyện bên Đức Thầy cũng nói Đức Thầy nói láo. Khi mà có con cóc nhảy qua đó, người ta đang bắt nó nghe. Nhảy tới dưới chân Đức Thầy, Đức Thầy lấy cái chân đè lên. Rồi mấy người kia hỏi như cậu Tư có thấy con cóc nhảy về hướng này, cậu Tư, Đức Thầy không trả lời là có hay không. Đức Thầy nói tôi thấy con cóc nhảy chạy bên kia kìa, nhảy bên kia. Thì có con cóc nhảy bên kia, mà Đức Thầy không xác nhận có bên này hay không. Thì cái đó cũng là hình thức nói láo để cứu người. Thì cái đó là bắt buộc rồi. Nhưng mà ở đây đó, thưa anh, chúng xin cho phép chúng tôi tin lời dạy của Đức Thầy.
cái lời của mấy ông kia đó, ông nói thuật lại là qua trung gian của ông đó anh nghe được. Còn ở đây chúng ta đọc rõ ràng, nếu những vị đó mà thấy những cái điều này mà nó sai, thì khi mà đã thành lập cái ban tu thư này đó, thì quý vị đó đã đề nghị sửa rồi. Giống như là ông Dật Sĩ khi trước đây cái bài sứ mạng đó, thì có nói là tuy có phải chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại vậy không, nhưng mà sau khi mà lập năm sau, năm 1964-65 đó mới có thành lập cái ban tu thư để mà lập cái quyển sấm giảng này đó, gom hết bài của Đức Thầy đó. Thì Đức Thầy nói là chính trong thời gian Đức Thầy viết cái bài này ở Bạc Liêu, và chính cái thời gian này là ông Dật Sĩ đi sát với Đức Thầy, làm thơ ký với Đức Thầy ở Bạc Liêu, ông có nghe Đức Thầy đọc là tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm huyền thâm. Thì nó cái nghĩa của nó trùm hết trơn, nó sâu xa hơn nghe, tuy có phải chuyển kiếp luân hồi một cách rất là bình thường kia, cho nên mấy vị đó đó là nghe đúng như vậy, cho nên mới là đi lấy cái câu của ông Dật Sĩ đề nghị. Còn ở đây nhất là cái bài quan trọng hơn nữa là cái bài cúng lại hằng ngày của tín đồ. Đức Thầy đã viết, tôi không biết là tụi tôi học không có tới nơi tới chốn, không biết hiểu nghĩa của chữ Di Quốc ngữ hay sao, mà ngoài cái Nam Mô Phật Tổ bổng trình cái vị giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, mà nguyện với lại vị thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng, tức là mười phương chư Phật, nhiều phương chư Pháp, mười phương chư Tăng đều có mình nguyện hết tất cả, như rồi tới Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, rồi phết chư quan cựu thần, phết chư vị xưng thần, phết chư vị năm non bảy núi, phết cảm ứng chứng minh, phết nay con nguyện cải hối ăn năn, phết làm lành lánh dữ, phết quy y theo mấy ngày, phết tu hiền theo Phật đạo. Đây là một cái giọng văn viết một mạch, một mệnh đề chánh, trong đó có nhiều mệnh đề phụ trong đó được ngắt quãng bởi những cái phết, nhưng mà đó là một chuỗi dính liền với nhau. Cho nên Đức Thầy từ trước ở trên Đức Phật Thích Ca cho tới mười phương chư Phật, mười phương chư Pháp, mười phương Tăng, rồi Phật Tổ, Phật Thầy, dài cho tới Quan Thượng Đẳng Đại Thần và các vị kể trong này đó, Đức Thầy đều nói quy y theo mấy ngày. Mấy ngày ở đây đó là các vị trong này, và kể cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật, mười phương chư Pháp, nhiều chư Tăng, đó là mấy ngày đó, Phật Tổ, Phật Thầy là mấy ngày đó. Chứ không phải mấy ngày ở đây mà riêng trong mấy vị kia, mấy ông này không phải mấy ngày. Và quy y theo mấy ngày, quy y là làm theo, quy y có nghĩa là làm theo thôi. Mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, quý vị đã đi trước làm đúng rồi, bây giờ chúng tôi đi theo quy y với mấy ngày để chúng tôi cũng tu hiền, đi theo con đường đạo Phật đạo là con đường của Phật đi. Quý vị đã đi rồi, bây giờ chúng tôi đi theo. Cho nên ở đây đó, nếu mà nói là mình không có quy y với mấy cái gì này. Còn cái câu hồi nãy mà đồng đạo Hồng Quang dẫn chứng cái câu mà nói là cái gì chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh, là chỉ riêng cho đi cho mấy vị chư thần đi xuống. Không. Hai câu đó là nằm trong cái bài mà Đức Thầy viết bốn câu là quỷ ma hay phá rối người tu, đạo đức chư nhu ráng chí hành. Là cái Đức Thầy nói rất rõ ràng, cái đời này là bao nhiêu cái ma quỷ nó hay phá rối người tu lắm. Ma quỷ ở đây là nhiều ma quỷ lắm. Ma quỷ bên ngoài, ma quỷ bên trong, ma quỷ thời cuộc, ma quỷ từng cái thời kỳ. Đó, nó phá người tu. Mà thật vậy, từ khi Đức Thầy lập đạo tới giờ, thì bao nhiêu người ngoại đạo cũng phá rối người chân tu. Mà những cái thế lực mà quyền thế nó cũng ghét người tu, thì nó phá rối. Thì như vậy mới Đức Thầy giật là đạo đức chư nhu ráng chí hành. Dầu sống trong cái hoàn cảnh đó, vào cái đời loạn lạc đó, khó khăn đó, nhưng mà mình phải giữ gìn cái tinh thần của một cái người chư nhu, tức là những người có học, những người biết đạo, là phải có đạo đức, phải ráng hành theo những cái mà chư nhu là chỉ cho những người có học á, nói chung là những người có học thôi. Rồi chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, tức là Đức Thầy dạy tất cả chúng ta
Bài nguyện của chúng ta là lời thề nơi Phật cảnh và tiếng nguyện chốn non xanh. Nam mô, quý vị, Phật cảnh là quý vị, ta biết trước cái bàn thờ Phật rồi, đó là Phật cảnh, trước Phật cảnh chúng ta nguyện trước bàn thờ nguyện trước bàn thờ Phật nè, cấm hương xá và xá quỳ xuống chắp tay đưa lên trán, nam mô này kia nè, rồi quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Đó là thứ nhất, trong đó các vị Phật nằm trong cái Phật đạo, trong cái Phật cảnh hết, và những vị chư quan chư sơn chư thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh, những vị thần này là tu ở non xanh, mà bây giờ mình nguyện với những vị này, tức là trong đó chúng ta nguyện là nguyện với trong cái đạo tràng có chư Phật và các cái vị mà ở trong non ở mà đang tu hiền ở chốn non xanh này nè, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi nữa, tức là trên non xanh gì nữa. Thành ra là mình hứa với, bởi vì mình hứa quy y theo mấy ngày là quy y theo Phật, quy y theo Phật tổ, Phật thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần và quý vị trong năm non cái nói, tôi hứa với quý vị là quy y theo mấy ngày. Tiếng nguyện của tất cả những gì đó thì lời dạy của Đức Thầy vậy mà trong. Bởi vì tôi chỉ sợ cái là nếu mà chúng ta nói ra ngoài đó, người ta sẽ đánh giá mình nói cái nào nó cái căn bản của mình phải có cái luận cứ hẳn ngoài, chứ không thể dịnh vào những cái lời mà những người thuật lại. Cái đó mới là cái chánh kiến của mình. Thành ra tôi cái điều này tôi xin đề nghị như vậy. Còn cái chuyện mà thí dụ như mỗi người trong chúng ta mà theo cái sự hiểu biết của mình thì giác ngộ tới đâu, hiểu biết tới đâu, trình độ tới đâu, chúng tôi hoàn toàn không có dám động tới. Nhưng mà đây là văn bản chính thức Đức Thầy dạy như vậy. Cá nhân tôi không thể hiểu khác được. Là Đức Thầy dạy chúng ta là quy y theo mấy ngày là tất cả những gì mà được nêu trên. Không dám nói là tôi từng dạy dược văn, nhưng mà đây là cái bài văn mà cái giọng văn này là quy y theo tất cả những người ở trên này. Không biết cái gì đó là gì nào, nhưng mà tất cả một chuỗi đây là quy y theo mấy ngày là tất cả những gì mà đề ở trên đó đó. Vậy thôi. Ok, rồi tôi xin gửi lại cho Diễm Phúc ha. Rồi tôi cũng khang tiếng rồi. Ok, xin cảm ơn tất cả các quý vị đồng đạo. Tôi ngồi chút xíu thì tôi cũng hãy xin đi ngủ. Cũng mệt, cũng còn mệt. Nói chút xíu nó thở rồi. Ok, xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Người kính thưa chú Tư, thưa chị quý đồng đạo, thưa quý vị, có một lần trước đây thì MC cũng chưa có học đạo, chưa có nghiên cứu nhiều về đạo, nhưng mà mình có niềm tin về đạo Phật giáo Hòa Hảo, cho nên có một lần đó cái người mà không phải tôn giáo của mình mà đạo Phật đó, nói tóm lại là gì, là cái người có chức quyền, họ nói rằng là Phật giáo Hòa Hảo là đạo không chánh, cho nên mới quy theo quỷ thần đó. Bởi vậy đó mình tức dữ lắm, thiệt tình trong cái thời điểm đó mình tức dữ tận lắm, cho nên chúng ta cũng nên nghiên cứu cho tường tận đi. Các vị đó là các vị thần đó, thần mà đã từng quy y với Đức Phật thầy Tây An rồi, đi theo Đức thầy để mà dẫn dắt chúng sanh rồi, cho nên là tăng đó. Cho nên mình phải quy y theo các vị đó. Còn huynh Hồng Quang cho rằng đó là các vị đó là các vị thần chỉ chứng minh, thì đó là cái cách hiểu của huynh. Chứ tuyệt đối là MC tin là đó là tăng, đó là chư tăng. Và nếu mà mình nói mình không có công nhận các vị đó là tăng, thì Phật giáo Hòa Hảo chỉ có nhị bảo rồi, chứ không có tam bảo. Tam bảo là ở đâu? Cho nên mình không có nói tới thập phương Phật, thập phương Pháp, thập phương Tăng, thì cái đó là cái chuyện nó lớn ở trên rồi. Nhưng mà đối với Phật giáo Hòa Hảo thì từ Phật Tổ, Phật Thầy rồi không lẽ có quy y với Phật Tổ, Phật Thầy không? Thì từ Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cụ Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, các vị này chính là những cái người mà đã quy y Đức Phật Thầy Tây An. Và hiện nay Đức Thầy đang kêu gọi các vị này hỗ trợ với Thầy trong cái quá trình truyền bá Phật Pháp như vậy, thì rõ ràng là tăng. Cho nên các vị này chính là tăng, mà chẳng những là tăng thường mà là thánh tăng. Tăng đã quy với Phật rồi cho nên được xem như là thánh tăng. Thì cái đó là cái cách hiểu của LC. Còn
Còn Vinh Hồng Quang cho rằng là ông giáo khương gì đó, thì cái chuyện đó thì mình không biết, nhưng mà bằng cái cách nói như chú Tư đó, tức là cái mạch văn này nó rõ ràng, mình đã quy y theo cái vị kể đó, và mình cũng suy luận thì mình cũng thấy được vậy. Rồi bây giờ xin được dừng lại tại đây ha, không có nói cái chương mục này nữa. Bây giờ xin được kính mời vị Diễm Phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Diễm Phúc xin kính lễ đầu tràng kính trọng thể chư quý đồng đạo kính mến. Cảm ơn Huynh MC đã nhường mic. Dạ. Quý đồng đạo ơi, xin cho tín hiệu đọc một đoạn trong giờ thư giãn ạ. Rồi, mời Trần Hùng nghe. Trần Hùng đọc xong rồi mời lại bên liền dùm nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ thư giãn, Trần Hùng xin đọc lại đoạn cuối của bài Sa Đéc. Mời quý đồng đạo cùng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho thầy đi vào ta bà, đặng giải kẻ đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì nói theo dấu thỏ đàn dê. Dục gió cô nhiều nỗi thảm thế, giải tranh chúng cho rồi mới rành. Cũng hiếm kẻ nghênh ngang cường ngạnh, hỏi kể sao cho hết thói đời. Mãi say sưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống. Xuôi tiền thanh đổ ra cuồn cuộn, càng ruộng lòng gieo giống mới nên. Kẻ vô tình chẳng có chí bền, phải xa ngã theo nơi mộng ảo. Giấc mộng vàng đắng truyền đại đạo, cảnh vô sanh lòng bão ma mê. Mùa nước tràn ngấp cả điền đê, đến nước hạ đồng khô cỏ cháy. Cuộc gian nan năm qua đã thấy luận việc đời, cũng khúc lớn rồng. Khi vậy thì tràn cả bờ sông, lúc khô hạn đi đồng khao khát. Biết làm sao lên lưng bạch hạc, bay cả trời tỏ ý từ bi. Khắp thế gian còn thảo phục quỳ, chầu trước bể cha hiền ngọc đế. Gặm dinh nhục tranh trong thế hệ, tuần xưa kia sắp đặt đã lâu. Phải chuyển xây trái đất một bầu, đặng lừa lọc con thiên cháu Phật. Gần một nơi xưa
sáng tiên tất sự phân người cùng dặn thường không cho dương trần rõ lực thiên công có địa ngục thiên đường hay chẳng. Các chúng sanh nghe rồi yên lặng suy cho từ rồi sẽ biển mình nâng cơn vui tai từ ta thiên đình cho phép lão tố trần đôi lèn lại thầy dạy thật là cánh kẻ bao nhiêu tình bác ai gớm tôm trong bác gia tìm đào quá mồm thôi giả thế ước mong đời thành Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, gia đình của Trần Hồng vừa đọc một đoạn cuối của bài Sa Tét. Đây cũng tạm dừng, cũng không quên cảm ơn quý đồng đạo đã tặng qua khích lệ. À, để tiếp theo xin mời Quỳnh Liên. Quỳnh Liên ơi, cho xin tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn chú Tư. Rồi, xin mời Quỳnh Liên nha. Nam Mô A Di Đà Phật.